người ta không cho mình chơi thì mình đi chỗ khác chơi. Hi, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình lại tiếp tục chuyến hành trình đi Thác Bùng các bạn ạ. Hay là gọi là suối Tù. Cách nhà mình 30 cây nhé các bạn nhá. Rồi, cùng nhau đi thôi. Nắng quá. Các bạn ơi, thế là mình đi đến cái thác Bùng nhưng mà họ không cho vào. Thế là bây giờ mình lại phải quay sang cái thác này. Bây giờ thì mình nghĩ là mình sẽ đi chèo bè các bạn ạ. Ở cái này thì to quá không tắm được. Ok, bây giờ thì mình cùng nhau đi chèo bè nhá. Đây này. Mình sẽ tiếp cận đấy luôn. Ở đây có bậc xuống nha các bạn này. Có những khi mà mùa nước lũ ấy các bạn ạ, nó còn ngập lên tới tận trên mặt đường đi luôn. Nước mát lạnh. Trời, nhìn chóng hết cả mặt. Thôi bây giờ thì mình sẽ đi chèo bè các bạn ạ. Ok. Ok. Lại tiếp tục chuyến hành trình. Người ta không cho mình chơi thì mình đi chỗ khác chơi. Đi thôi. Ở Mai Châu thì có rất nhiều chỗ chơi các bạn ạ. Rất nhiều khu có cảnh đẹp này. Các suối, các thác rất là nhiều. Nhưng mà một số thác là đã được như gọi là quy hoạch ấy. Nên là họ chặn ngoài cửa không cho vào. Ai check in ở trong phòng đấy thì mới được vào thôi. Ok, bây giờ thì mình sẽ đi nhá. Các bạn ơi, hiện tại là mình đang đi. Mình đi bắt đầu xuống nước rồi. Cầm bao nhiêu đồ như thế này không biết là. Ê, cái ai vừa rơi điện thoại xuống nước thì chết đấy. Ôi, từ từ nó đi trước rồi. Ừ.
Ở đây gọi là cái suối gì hả bà? Suối Xia các bạn ạ. Suối Xia Mường Hịch, Mai Hịch, Mường Hịch. Suối Xia nhá các bạn nhé. À, trả vờ chuyên nghiệp một tí nhé. Ở đây mát lắm các bạn ạ. Ở trên lúc mình đi đường mình nắng. Đây là những cái lồng người ta nuôi cá hả bà? Cá là cá gì đấy ạ? Cá rầm xanh. Cá lơ là cá gì? Cái thời điểm mà mùa nước ngũ cao nhất là có thể lên tới cái cầu tre trên kia các bạn ạ. Cầu sắt trên kia các bạn ạ. Huyết rất là rùng rợn. Vì sao con suối này tên là suối Xia? Bởi vì là mỗi năm từ tiếng dân tộc gọi là Xia, tức là mất, là mỗi năm là mất một người, mỗi năm là phải kiểu dâng lên cho thần sông một người nên người ta gọi là Xia. Thế cái bè mình đang trèo thì bác đang nói là rất là chắc chắn nhé các bạn nhé, một cái bè này ngồi được 4 người thôi các bạn ạ. Ở bên trên này là trồng ruộng, trồng ngô các bạn ạ. Là vườn ruộng, vườn ngô. Cái này đẹp này. Đẹp không? Đẹp không? Nàng tiên cá giấy đây. Nàng tiên cá giấy đành đành. Rất là đẹp nha. Rất là đẹp nha. Đông, để đẩy cùng bà nhé.
bởi kiểu gì đây. Đó, nắng chắc phải cho là ba cũng không được tắm quay về nữa. Lên được rồi đấy. Gần hết đây này. Cô nhấc mông cháu lên. Lên được rồi. Vâng. Vẫn còn đấy. Hay ở đường vào con nương là cái nhà máy giấy nó ô nhiễm hết rồi, được chết hết cá rồi. Vâng. Thế ra sông Đà, sông qua mạ con nương là chết hết cá rồi. Video đến đây của mình là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video tiếp theo nhé. Còn bây giờ, bye bye.